Chúa trong sách Giăng đoạn thứ 11. Đây là câu chuyện của những người bạn của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ ở sách Giăng, sách Kinh Thánh Giăng đoạn thứ 11. Trong Kinh Thánh được có ghi lại cái câu chuyện này khá là dài, cho nên tôi sẽ không đọc hết những gì được ghi lại ở đây. Tôi sẽ trích dẫn một số những câu anh chị em có thể theo dõi ở trong đó. Câu số 1, có một người bị bệnh tên là Lazarus ở Bethany, làm của Mary ba thê chị nàng. Mary này là người đã sức dầu cho Chúa và lấy tóc nàng long cho ngài. Lazarus anh nàng bị bệnh, hai chị em nhờ người đến với ngài và thưa: lạy Chúa, này người ngài mến thương đang bị bệnh. Khi Đức Chúa Giêsu nghe vậy, ngài nói: bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời để qua đó con của Đức Chúa Trời được tôn vinh. Đức Chúa Giêsu yêu thương ma thê em gái nàng và Lazarus. Tuy nhiên khi nghe tin Lazarus bị bệnh, ngài vẫn ở nơi ngài đang ở thêm 2 ngày. Sau đó ngài nói với các môn đồ: chúng ta hãy trở lại Giu-đê. Mối quan hệ của Chúa Giêsu với gia đình này là mối quan hệ rất là đặc biệt. Kinh Thánh nói rằng là Kinh Thánh dùng từ gì để mô tả mối quan hệ đó? Ngài yêu thương ba anh chị em này một cách đặc biệt. Như vậy họ không phải là những người dân bình thường, giữa họ với Chúa có thể không phải là những mối quan hệ họ hàng về mặt huyết thống, nhưng mà ngài lại có một cái tình yêu thương đặc biệt. Và người đặc biệt nữa đã làm một công việc rất đặc biệt cho Chúa Giêsu, đó là Mary. Câu số 2, Mary là người đã sức dầu cho Chúa và lấy tóc ngài lau chân ngài Lazarus anh nàng đang bị bệnh. Lúc mà Mary đổ dầu thơm ra, khóc lóc rồi lấy tóc lau chân Chúa, thì bà không nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai anh mình sẽ bị bệnh và Chúa có thể giúp được anh mình. Việc bà làm là bà cứ phải làm, đó là bày tỏ tình yêu thương đối với Chúa, bày tỏ sự tôn trọng, sự tôn quý đối với Đấng Cứu Thế đã đến thế gian, Đấng Messiah. Và bà không mong đợi rằng là khi bà làm điều đấy thì một ngày kia là Chúa sẽ làm phúc lại cho bà. Hôm đó bà là cái tấm lòng, một cái tinh thần trao đổi mà chúng ta có thể suy nghĩ tới. Bà chỉ đơn giản là bày tỏ cái lòng tôn kính, cái lòng tan vỡ, cái lòng ăn năn của bà trước Chúa mà thôi. Và vì cái tấm lòng đơn sơ, vì cái tấm lòng chân thành đó, mà đến một lúc khi có nhu cầu thì Đức Chúa Giêsu đã đến và ban phước cho gia đình này. Lúc này thì Lazarus đã bị bệnh và đã chết chưa? Chưa chết thì bà nghĩ rằng là nếu mà anh mình còn cơ hội thì bây giờ phải tin đến Chúa đi. Có lẽ rằng là từ cái giai đoạn này trở về trước thì Chúa Giêsu hoặc là bản thân Mary chưa bao giờ kinh nghiệm được cái việc Chúa Giêsu gọi ngày chết sống lại. Cho nên là Mary phải nghĩ rằng là nếu như mà muốn cứu anh mình thì phải trong lúc anh mình đang còn hấp hối và đang còn một cái chút hơi thở ở đó, phải tìm đến Chúa ngay để mà Chúa có thể giải quyết cái nan đề này. Nhưng mà chúng ta xem cái cách mà Chúa Giêsu đáp ứng đối với nhu cầu của Mary. Chúa Giêsu có đến ngay không? Câu số 6 nói rằng ngài nghe tin Lazarus bị bệnh thì ngài vẫn ở nơi ngài đang ở thêm 2 ngày nữa. Quý vị thấy có lạ không ạ? Đã nghe gặp người bị bệnh là phải đến ngay chứ. Tâm lý của chúng ta là cũng như thế đấy. Nhờ mà ví dụ như là đang bị bệnh đau, nhờ mục sư là cũng phải, mục sư phải đến tận nơi và phải đến càng nhanh càng tốt. Mà mục sư đến chậm tí là cũng cảm thấy là thất vọng rồi. Chúa Giêsu không đáp ứng nhu cầu của họ. Ngài vẫn biết là Lazarus đang nằm ở đó, nhưng mà ngài để gì? Ngài không để cho người này đang còn sống mà được sự chữa lành, nhưng mà ngài chờ cho đến khi người này chết hẳn ngài mới đến. Chúng ta xem ở trong câu số 13. Câu số 12, câu 13: các môn đồ nói với ngài: lạy Chúa, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe lại. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói về cái chết của Lazarus mà họ tưởng ngài nói về giấc ngủ thường. Ông bà anh chị em đấy mà, Chúa không đến ngay khi người ta có nhu cầu, mà ngài lại chờ đợi cho tới khi chết hẳn thì ngài mới đến. Chúa Giêsu làm những việc mà nhiều khi con người chúng ta không hiểu.
và khiến cho con người của chúng ta thất vọng. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài nói rằng ta không tự mình làm việc gì hết, ta chỉ làm việc gì ta thấy Cha ta làm. Nếu như Đức Chúa Cha bảo Chúa Giêsu rằng con phải chờ cho tới khi Lazarus chết thì Chúa Giêsu đã chờ cho tới Lazarus chết. Nếu như Đức Chúa Cha nói với Chúa Giêsu rằng con có thể cầu nguyện ngay cho sự chữa lành thì Chúa Giêsu sẽ làm điều đó. Và khi Chúa Giêsu đến thần gian này thì Ngài không còn mang cho mình cái bản tính thiên thượng nữa, cho nên tất cả mọi cái Ngài đều phải lệ thuộc tiếng nói của Đức Chúa Cha hết. Và đây cũng là một cái bài học rất lớn cho mỗi một chúng ta. Chúa không đến để đáp ứng nhu cầu của chúng ta tức thì, nhưng mà Chúa đến để đáp ứng nhu cầu của chúng ta theo thời điểm của Ngài. Thời điểm của Chúa quan trọng hơn cả nhu cầu của chúng ta. Vì chúng ta nghĩ rằng là phải chữa lành khi còn sống thì mới là tốt, nhưng mà đối với Chúa có thể là không phải là khi còn sống mà phải là chờ chết hẳn đi thì vinh quang nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Để chúng ta sẽ xem tiếp trong Kinh Thánh. Câu số 15: ta mừng cho các ngươi vì ta không có mặt ở đó để các ngươi có thể tin. Bây giờ chúng ta hãy đến thăm anh ấy. Chúng ta thấy không ạ? Chúa bảo đến thăm khi nào? Khi là sẵn rồi, đã chết. Mà lúc mà Chúa nói như vậy là Chúa đã có mặt ở đó chưa? Chưa. Nhưng mà trong nhận thức, trong tâm linh thì Chúa Giêsu đã biết rằng cái giờ phút đó Lazarus đã chết rồi. Ông bà anh chị em, Chúa phải chờ cho tới khi Lazarus chết đi thì Ngài mới khiến cho Lazarus sống lại. Chúng ta thử suy nghĩ xem, cầu nguyện cho một người bệnh được lành với cầu nguyện cho một người chết sống lại thì cái nào vinh quang lớn hơn? Chết sống lại chắc chắn là sẽ lớn hơn, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta là con người xác thịt thì mình có nhu cầu thì mình muốn được đáp ứng liền. Cái bản chất của chúng ta từ bé đã coi như thế rồi. Đó. Chúng ta quý vị thấy rằng là đẻ đứa con ra mà đến giờ mà không cho nó ăn là nó khóc. Đó. Nó khóc bao giờ nó phải được ăn thì nó mới cảm thấy thỏa mãn. Chứ nó không biết thế nào là chờ đợi. Đứa trẻ con cũng thế thôi, lớn lên chút nó đói là nó đòi ăn, đòi liên tục. Mẹ ơi con đói, bố ơi con đói. Thế bảo con phải chờ một chút đến bữa ăn, con không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mà để không cho ăn thì nó không chết đâu. Nhưng mà vì cái xác thịt của chúng ta nó có nhiều đòi hỏi, cho nên chúng ta muốn cái gì là chúng ta phải muốn có liền. Nhưng mà Chúa biết thời điểm tốt nhất để làm phép lạ trong cuộc đời của Lazarus. Thưa ông bà anh chị em, khi mà Chúa Giêsu đến thì Ma-thê nói với Chúa như sau. Chúng ta hãy cùng xem trong câu số 23. Đức Chúa Giêsu nói với nàng: anh ngươi sẽ sống lại. Câu 24: Ma-thê thưa với Ngài: con biết anh ấy sẽ sống lại trong cuộc phục sinh vào ngày cuối cùng. Chúa Giêsu nói một điều nhưng Ma-thê lại hiểu một điều khác. Chúa Giêsu nói: anh ngươi sẽ sống lại và sống lại về phần thân thể. Thì bà lại nghĩ rằng là sống lại về phần linh hồn. Nhưng mà ý của Chúa Giêsu không phải là sống lại về phần linh hồn, mà là sống lại về phần thân thể. Câu 25: Đức Chúa Giêsu nói với nàng: ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai đang sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Ngươi tin điều đó không? Chúa đang đối diện với xác chết của Lazarus, nhưng mà người mà Ngài muốn xử lý lại không phải là Lazarus mà là hai cái người chị em kia, Ma-ri và Ma-thê. Chúa biết việc Ngài sẽ làm đối với Lazarus, nhưng mà hai người chị em kia thì không có đủ đức tin, cho nên Chúa phải xử lý hai người chị em đó để kích thích họ, để đức tin được sản sinh ra thì phép lạ mới xảy ra được. Thực tế là xác Lazarus đang nằm ở đó. Và Kinh Thánh nói là đã chết mấy ngày ạ? Khi Chúa Giêsu đến. Đến đã chết 4 ngày và có mùi. Quý vị tưởng chết 4 ngày mà nằm ở đó. Mà xứ sở Trung Đông nó không giống như chúng ta đâu, rất là nóng. Mà nếu mà nóng thì cái độ phân hủy nó sẽ càng
chết mà nó khí hậu nó thay đổi, ban ngày thì rất là nóng và ban đêm thì rất là lạnh. Nếu mà khí hậu mà càng nhiệt độ mà càng thay đổi nhiều thì cái độ phân hủy nó càng cao. Chết có mùi rồi. Mary và Martha thì nhìn vào thực trạng là anh mình đang chết, nhưng mà Chúa Giêsu thì không nhìn vào thực trạng, mà Chúa Giêsu nhìn và nghe thấy tiếng nói của Đức Chúa Trời. Trước khi đến đó thì Chúa Giêsu biết rằng Lazarus sẽ được sống lại. Thực tế thì chưa sống lại, nhưng mà trong đức tin, trong Thánh Linh thì Chúa Giêsu đã nhìn thấy sự sống lại của Phi-e-rơ rồi. Đó là sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và hai môn đồ. Thực trạng không thể quyết định được cuộc đời của mỗi một chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như vậy. Có nhiều khi chúng ta đối diện với những cái khó khăn, những cái thử thách trước mắt. Có thể là chúng ta vẫn đang đối diện với nợ nần. Có thể chúng ta vẫn đang đối diện với bệnh tật. Có thể chúng ta đang đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Đó là thực tế, thực trạng. Nhưng thực trạng đó không thể quyết định được số phận của mỗi một chúng ta. Chúa là đấng quyết định số phận của mỗi một chúng ta. May mắn cho Lazarus và cho hai người chị em này đó là có Chúa Giêsu là bạn của họ. Anh chị em không phải chỉ có Chúa Giêsu là bạn, mà chúng ta còn có Chúa Giêsu là cha yêu thương của mỗi một chúng ta. Chất điều mà Ngài có thể làm cho Lazarus thì Ngài cũng có thể làm cho cuộc đời của mỗi một chúng ta. Amen. Thực trạng, hiện trạng không thể quyết định được số phận và cuộc đời của chúng ta. Trong sách ECGN đoạn 14, đoạn 17, câu số 24 có một cái lời của Chúa nói như sau: mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên. Ta đã làm khô cây xanh, làm cho cây khô tốt lên. Đức Giê-hô-va đã phán và làm thành sự đó. Lời Chúa nói gì? Chúa có thể làm cho một cây khô trở nên xanh tươi. Và Chúa có thể làm cho một cây xanh tươi trở nên khô héo. Chúa có thể làm cho một cái đồi cao, núi non trở thành đồng bằng, và Chúa có thể làm cho đồng bằng trở thành có đồi núi. Không một việc gì là bất năng đối với Ngài. Dù có chết 4 ngày hay 40 ngày chăng nữa thì nếu Chúa muốn thì Lazarus vẫn có thể sống lại. Điều quan trọng là có Chúa ở trong nơi đó, có Chúa đến thăm viếng, có Chúa đến can thiệp thì có hy vọng. Cuộc đời của chúng ta khi có Chúa, chúng ta có hy vọng. Khi có Chúa, chúng ta có quyền để mong chờ những phép lạ lớn lao sẽ đến cho cuộc đời của chúng ta, cũng giống như Mary và Martha mong chờ phép lạ cho anh của mình là Lazarus. Amen. Ê-xê-chi-ên 37 câu số 1 câu số 3: tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta, Ngài dắt ta ra trong thần Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa thung lũng. Nó đầy những hài cốt, đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này có nhiều lắm trên đồng chúng đó và đều là khô lắm. Ngài phán chúng ta rằng: ơi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Quý vị hãy tưởng tượng, nếu quý vị là Ê-xê-chi-ên, quý vị sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Chúa đưa quý vị đến một cái hài cốt khô rồi, chỉ còn xương thôi, không còn thịt, không còn da, không còn cái gì hết. Lazarus thì vẫn còn xác, mặc dù là có mùi nhưng mà vẫn còn xác. Nhưng mà cái hài cốt là nơi mà Ê-xê-chi-ên thấy là không có một cái gì hết, chỉ có xương thôi. Thế mà Chúa hỏi một câu hỏi rất khó: theo ngươi thì những cái xương này có thể sống lại? Quý vị nghĩ xem, Chúa hỏi quý vị có dám trả lời là có? Một đống xương khô mà lại có thể sống được lại thành người, có thịt, có da, có mắt mũi, có thể đi lại được, là điều không bao giờ có thể xảy ra trong cái nhìn của con người. Đúng không ông bà anh chị em? Nhưng Ê-xê-chi-ên đã trả lời rất khôn ngoan. Ông nói làm sao?
lạy Chúa, chính Chúa biết điều đó. Có nghĩa rằng nếu Chúa muốn thì cái xương khô đấy có thể sống lại. Câu số 10, cũng đoạn 37 câu số 10. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, hơi thở vào trong chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiện lại thành một đội quân rất lớn. Khi Ê-xê-chiên nói tiên tri theo như Chúa phán dạy thì gì? Có chuyện gì xảy ra? Thịt được lắp vào cái xương, gân cốt được lắp vào, các cái chi thể được lắp vào, mắt mũi chân tay, những cái gì đã teo đi nó lại sống trở lại. Quá kỳ diệu ông bà chị em, không thể tưởng tượng được những việc như vậy. Trong thời kỳ của Môi-se cũng có một câu chuyện tương tự như vậy xảy ra. Khi có một cái sự tranh cãi, khi có một cái sự nổi loạn giữa vòng dân Israel đối với chức vụ của Aaron, thì Môi-se đã nói với Aaron và những cái người trưởng lão nổi loạn đó rằng là hãy đem cái cây thánh đến đây, sẽ để vào trong nhà của Chúa, rồi sau đó sẽ trở lại. Đến khi mà họ trở lại, Môi-se cầm ba cây lên, cái cây của Môi-se, của Aaron thì chúng ta. Quý vị hãy tưởng tượng ra một cây khô không có nước mà lại có thể trổ hoa, đó là vì đâu? Vì phép lạ của Chúa. Cho nên ông bà anh chị em, thực trạng không thể quyết định được tương lai và số phận của mỗi một chúng ta. Khi ông bà anh chị em đang phải đối diện với bệnh ung thư, đang phải đối diện với những cái bệnh ác quái ở trong cơ thể của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng là chắc mình sẽ sống cả đời với bệnh đó. Ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta đã định trước cho tương lai của mình rồi. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết là thực trạng của hiện tại không thể quyết định được số phận và tương lai của mỗi một chúng ta. Dù cho thực trạng của chúng ta đang là khó khăn, đang là nợ nần, đang là bất an, đang là bối rối, nhưng tương lai của chúng ta không phải là trong danh của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói giống như là Ê-xê-chiên, tôi sẽ nói tiên tri cho đống xương đó. Chúng ta có thể nói tiên tri cho đống xương của chúng ta, hãy sống lại, thịt hãy lắp vào, hơi thở hãy đến, thì đống xương đó sẽ trở thành những con người sống động và thành thành của đạo quân. Điều thứ hai chúng ta cần phải biết đó là Chúa Giêsu đã biết việc Ngài cần phải làm và Ngài có thể làm đối với trường hợp của Lazarus. Nhưng Ngài cần một người nào đó có đức tin để phép lạ có thể được cứu sống. Đức tin nó giống như một chiếc ống dẫn. Nếu như không có đức tin thì phép lạ không thể xảy ra. Chúng ta hãy xem câu mà Chúa Giêsu hỏi trong sách Giăng 11 câu số 15. Ta mừng cho các ngươi vì ta không có mặt ở đó để các ngươi có thêm cái gì? Có thêm đức tin. Chúng ta thấy không ạ? Chúa cần cái gì? Chúa có thể đến ngay lập tức, hoặc là thậm chí Chúa ngồi đấy để phán một câu để Lazarus được chữa lành, nhưng Chúa không làm. Mà Chúa làm, Chúa để cho chết luôn để làm gì? Để làm gì? Để các ngươi được thêm lên. Thêm lên đức tin. Cho nên bài cho em, nan đề của chúng ta là chuyện nhỏ đối với Chúa, nợ nần của chúng ta là chuyện nhỏ đối với Chúa. Đôi khi Chúa cho phép chúng ta ở trong cái hoàn cảnh thực tại để đức tin của chúng ta được thêm lên, được tăng lên. Và 11 câu số 23, Đức Chúa Giêsu nói với nàng rằng anh ngươi sẽ sống lại. Chúa Giêsu đã nói rõ rằng anh ngươi sẽ sống lại, nhưng mà Ma-thê thì không nghĩ như thế. Ma-thê lại nghĩ đến sự sống lại về đời sau. Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại và sự sống. Câu 25,
ai tin ta thì sẽ sống lại mặc dù đã chết rồi, còn ai đang sống và tin ta sẽ không bao giờ chết. Ngươi tin điều đó không? Bây giờ Chúa sẽ hỏi lại ông bà anh chị em với nan đề của chúng ta. Quý vị có tin Chúa có thể chữa lành cho bệnh ung thư giai đoạn cuối của quý vị không? Chúng ta có thể có tin rằng Chúa có thể giải quyết cho chúng ta một đống nợ đến nỗi mà chỉ có trời mới có thể giúp được không? Cái đây khoảng mấy tuần thì tôi gặp lại một người chị em mà hôm trước có đến làm chứng hội thánh chúng ta. À, lần mà tôi khi mà cái buổi đấy thì tôi nói tiên tri cho chị ấy là Chúa sẽ ban cho chị một khoản tiền rất lớn. Thế thì sau đó một thời gian rất là ngắn thì chị đến, chị gọi điện, chị rất là vui mừng gọi điện cho tôi nói thầy ơi, lại tiên tri và thầy đã thành rồi. Và chị này thì làm công việc rất là bình thường, nuôi cả gia đình lớn, cho nên là gần như không bao giờ nghĩ những cái chuyện một mua đất mua nhà vì là toàn đi ở nhà thuê. Và chị nói thầy ơi, lúc mà thầy nói như thế là lúc mà tôi đang cầu nguyện cho việc mua đất mua nhà nhưng mà không có tiền, không có tiền. Rồi đùng một cái có một con gái Chúa phải muốn mua nhà lắm, đất mua và chị mua lớn hơn như thế và tiền đâu ra, tiền em đưa. Rồi cứ thế, người này đưa cho 100 triệu, người đưa cho kia cho mấy chục triệu. Đó là có một căn nhà rất là to lớn, ngoài sức tưởng tượng. Nát đền sẽ đến, còn đến và sẽ đến cho đến khi chết. Và Chúa rất yêu thích đưa nát đền đến cho mỗi một chúng ta. Và nan đề có thể Chúa đưa đến mỗi lúc một mức độ càng lớn hơn. Chúa không chờ bệnh mà Chúa phải chờ cho đến chết thì Chúa mới làm được. Nhưng mà cả một tiến trình đấy, cái điều gì sẽ được sản sinh? Đó là đức tin. Và khi đức tin sản sinh thì phép lạ sẽ xảy ra. Amen. Chúng ta nhìn vào đoạn 11 câu 38 câu số 40. Đức Chúa Giêsu lại xúc động trong lòng, Ngài bước đến phần mộ, và phần mộ là một cái hang và có một tảng đá nằm chắn ở giữa hang. Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy lăn tảng đá ấy đi, Ma-thê em gái người chết thưa với Chúa, lạy Chúa anh ấy đã có mùi vì anh ấy đã chết 4 ngày rồi." Đức Chúa Giêsu nói với nàng rằng: "Ta há chẳng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin ngươi sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời sao?" Chú lại nói là: mà thế, sao lại quên nhanh thế, là vừa nói xong lại quên rồi. Vừa nói xong lại quên rồi. Nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy cái điều gì? Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vào ta, chứ không phải là ngươi tin vào ngân hàng, không phải ngươi tin vào sổ đất của bố mẹ. Đó. Tin vào ta thì mới thấy sự vinh hiển của Chúa. Chứ không phải tin vào tài khoản của ông bà hay là tiền tiết kiệm của chúng ta đâu, không phải sổ hưu đâu. Tin vào ta mới thấy sự bình thường. Câu 41: "Vậy họ lăn tảng đá đi. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì Cha nhận lời con. Dù con biết Cha luôn nhận lời con, nhưng con nói ra như vậy để đám đông đứng đây tin rằng chính Cha đã sai con." Từ tin được lặp đi lặp lại rất nhiều trong đoạn. Điều đó có nghĩa là Chúa đòi hỏi chúng ta phải có đức tin. Phải có đức tin. Không phải là tin là Chúa tồn tại đâu. Nếu mà tin Chúa tồn tại thì ai cũng tin. Quý vị hỏi người nào có tin trời không? Người ta đều nói có tin trời hết. Nhưng mà tin đây không phải là tin Chúa đang tồn tại, mà tin là phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Khi đang bị bệnh tật, tin rằng phó thác cái bệnh tật đấy cho Chúa và nắm chắc rằng Chúa chữa lành cho con. Đó là đức tin. Hebrew đoạn 11 câu số 6: "Và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài hay thương."
thưởng cho kẻ tin thế này. Chúng ta lại tin lấy một và bỏ cái sau này. Dễ tin lấy một bỏ cái sau, đó là tin rằng có Đức Chúa Trời nhưng lại không tin rằng Ngài là đấng khen thưởng cho kẻ tin thế này. Thế cho nên là khi mình làm việc gì mà không ai khen thưởng cái tin mình nào bỏ. Vì mình đâu có nghĩ Chúa ban thưởng cho mình đâu. Chúng ta tin lấy nhất lại không tin lấy hai. Câu Kinh Thánh nói gì? Không có đức tin thì không thể nào đem đi Chúa. Làm cái gì cũng cần đức tin. Amen. Hallelujah. Không phải chỉ là cầu nguyện chữa lành nhưng cần đức tin đâu. Ăn cơm cũng cần đức tin. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin rằng nhờ lời cầu nguyện của chúng ta mà đồ ăn được thánh hóa. Amen. Nhờ lời cầu nguyện của chúng ta mà đồ ăn đó có tác dụng tốt cho cơ thể của chúng ta. Tất cả mọi cái chúng ta đều cần đức tin hết. Đi xe cũng cần đức tin. Nhiều người không dám đi xe vì sợ, lúc nào cũng sợ tai nạn. Nếu mà ở đấy ngồi ở nhà mà đã sợ tai nạn thì chắc chắn đi xe sẽ bị tai nạn. Chỉ có đức tin mới có thể sản sinh ra phép lạ mà thôi, chứ còn sự sợ hãi thì sẽ bị có hình phạt. Kinh Thánh nói như vậy. Khi Phi-e-rơ nhìn thấy Chúa đi bộ trên mặt nước thì ông nói với Chúa làm sao? Nếu đó là ngày cho con đi với. Phi-e-rơ bảo hay nhỉ, xin lỗi Chúa Giê-xu bảo hay nhỉ, thế đi muốn đi cứ đi đi. Và ông đã bước xuống là đi bộ được. Trong khi 11 người kia cứ ngồi nhìn một chỗ cái mắt này. Anh chị em biết không? Có nhiều người sản sinh ra được phép lạ và họ kinh nghiệm được quyền năng đó trong đời sống vì có đức tin. Còn những người mà không có đức tin thì cứ ngồi và chỉ nhìn người khác thành công trong cuộc đời và chịu đựng thôi. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. Hallelujah. Cho nên khi chúng ta tìm kiếm Chúa, quý vị cần phải tin chắc trong lòng rằng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng đó. Amen. Khi chúng ta phục vụ, khi chúng ta cầu nguyện hay cầu nguyện cho người khác, hãy cứ yên lặng và chờ đợi phần thưởng từ nơi Ngài. Amen. Cho nên người nào mà mong chờ nơi Chúa không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống. Nhưng mà mong chờ nơi con người thì sẽ mệt mỏi nhanh lắm. Sẽ mệt mỏi rất là nhanh. Hebrew là 11 câu 19. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến cho kẻ chết sống lại cũng giống như từ trong kẻ chết mà lại được con mình. Đó là câu Kinh Thánh nói cho ai? Abraham. Khi Abraham dâng con mình, Chúa bảo là hãy dâng con người làm của lễ, của lễ thiêu, có nghĩa là giết con mình. Abraham có sợ không? Có sợ không? Ông không sợ. Vì ông biết rằng nếu như con giết con mình dâng làm của lễ thiêu, Chúa sẽ khiến cho con mình từ kẻ chết sống lại. Bởi vì lời hứa của Chúa là cho dòng dõi của Abraham sẽ đông như sao trên trời, như các dãy biển. Thì không thể nào mà con của mình chết được. Vì nếu là con của mình chết thì lời hứa của Chúa không thành sự thực. Cái đức tin của Abraham mỗi lúc còn tăng lên, mỗi lúc còn tăng lên. Ông phát triển đức tin của mình từ những làm, từ những cái việc rời bỏ quê hương, đi theo tiếng gọi của Chúa, đi mà không biết mình đi đâu. Ông phát triển đức tin bằng việc như nào? Chúa đẻ cho ông đến 100 tuổi mới sinh một đứa con trai. Từ đến khi sinh một đứa con trai đến lúc Chúa lại bảo là hãy dâng con trai của ngươi làm của lễ thiêu. Tất cả quá trình đó là quá trình để giúp cho Abraham. Quý vị biết rằng quý vị huấn luyện con của mình biết bơi bằng cách nào? Có ai huấn luyện con mình biết bơi bơi trên giường không? Ở trên giường, ngồi trên xe máy, xe ô tô biết bơi không? Phải cho nó xuống nước thì mới biết bơi. Và hôm qua thì tôi nói chuyện với mấy anh em, các bạn bảo là bên thủy viên có nhiều người huấn luyện bơi cho con bằng cách là vất nó xuống nước thì tức bản năng nó phải được bơi ra và các cháu cũng bơi thực sự. Trên đức tin sẽ được phát triển ở trong những nghịch cảnh. Chúa sẽ cho phép mọi điều xảy đến cho cuộc đời của chúng ta để đức tin của chúng ta càng ngày càng được sản sinh ra. Amen. Nếu như ngày hôm nay chúng ta có đức tin ở mức độ 1 thì Chúa sẽ cho khó khăn xảy đến để chúng ta phát triển đức tin ở mức độ 2. Nếu như chúng ta đang ở mức độ 2 thì Chúa lại tiếp tục cho một cái cơn bão số cấp độ mấy? Cấp độ mấy quý vị? Cấp độ 3 để chúng ta phải lên đức tin ở cấp độ 3.
càng đức tin càng cao thì Chúa lại càng cần những cái cơn bão tố càng mạnh. Thế cho nên là đừng mong rằng là đi theo Chúa là một cuộc đời nó rất là an vui thanh gọi là thanh thản thanh nhàn, không có ai đả động đến mình gì cả, không có một cái chuyện gì xảy ra không. Đi theo Chúa là luôn luôn Chúa sẽ đẩy ra bão tố để đức tin của chúng ta được sản sinh. Và khi đức tin chúng ta được sản sinh thì phép lạ sẽ được sinh ra, Lazarus sẽ được sống lại. Chúa hỏi Maria ngươi có tin không? Rồi Chúa hỏi Maria ngươi có tin không? Chúa hỏi ông bà anh chị em con có tin không? Tôi còn nhớ mấy năm trước tôi tổ chức cái buổi cầu nguyện chữa lành. Có một cái cô đi đều khá đều và tổ chức cái buổi nào cô cũng đi cầu nguyện. Và lần nào mọi người đang xếp hàng cô cứ phải len lỏi lên trên. Tôi nhìn tôi rất là khó chịu và sau này lên ngày sau này. Cái kiểu len lỏi như thế này cầu nguyện cũng phải len lỏi tranh giành như là dân bên ngoài đời. Không có được chữa lành đâu. Cái vấn đề không phải là ai đặt tay nhưng quý vị mà phải có đức tin. Đức tin của người đặt tay và đức tin của mình, hai cái đức tin đấy gặp nhau thì sự chữa lành sẽ đến. Cái người đặt tay mà có đức tin nhưng mà cái người muốn được chữa lành mà không có đức tin thì cũng không nhận được sự chữa lành. Amen. Amen. Khi tôi đi vào trong miền Trung, tôi đi vào thăm mọi người thì trong đó tôi đi vào bệnh viện thăm một ông cụ cầu nguyện ông cụ, và khi nói thì chia sẻ cầu nguyện các anh những bệnh nhân khác là xoay quanh thế là nghe tất cả mọi người trong chúng rất là nghe, thì tôi nắm bắt luôn cơ hội cầu nguyện cho họ. Có một người bị thận mổ 2 lần rồi và đặt tay bên trái teo hết rồi, chỉ còn da bọc xương rồi, tay bên phải thì vẫn bình thường. Cảm ơn Chúa, trong danh của Chúa Giêsu nói rằng sự chữa lành phải đến. Đây là lần cuối cùng anh đi vậy. Rồi anh có tin không? Tin Chúa chữa lành không? Có. Tin rồi tôi không nghe. Đức tin sẽ sản sinh ra phép lạ. Đức tin sẽ mở lối. Đức tin sẽ khiến cho sông Giô-đanh được rẽ ra, biển đỏ được rẽ ra. Đức tin khiến cho Giô-suê thắng thành Jericho, thành A-hi. Đức tin của chúng ta sẽ bẻ gãy tất cả mọi xiềng xích của bệnh tật. Đức tin của chúng ta sẽ làm cho chúng ta được tự do khỏi mọi nợ nần. Đức tin của chúng ta sẽ khiến chúng ta được tự do về mặt tâm thần, về mặt tinh thần, về mặt thân thể. Amen. Có 2 điều tôi chốt lại cho bạn chị em trong buổi sáng hôm nay. Đó là thực trạng không quyết định được số phận và tương lai của chúng ta. Amen. Điều thứ hai đó là đức tin thì sẽ sản sinh ra phép lạ. Nếu như có đức tin thì sẽ phép lạ xảy ra, nếu không có đức tin thì sẽ